trận đấu gặp U23 của chúng ta. Sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn, đường truyền của Xuân Trường. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trận đấu thi... Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Singapore, ông Taki. Thực hiện quả đá cho U23 Qatar. Afif và Tiến Dũng. Vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Đó là một cú đá rất tốt. Cái thở phào của huấn luyện viên Felipe Sanchez. Mặc dù Tiến Dũng của chúng ta đã đoán được đúng hướng sút của đội bạn. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lỗi rồi. Tại sao? Đây là tình huống mà Phan Văn Đức đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Trung vệ của đội bạn đã ngăn cản ngay trước mũi giày của Phan Văn Đức. Ống kính truyền hình đã có những thông điệp riêng, đó là trọng tài FIFA đẩy cao tốc độ. Cơ hội. Vẫn còn Cao Phương. Cao Phương. Ngoắt lại đi. Một tình huống tranh cướp bóng rất chủ động. Và con người của Akram Afif. Ali. Cú sút vọt sang ngang của Amos Ali. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của U23 Qatar vừa có một pha phối hợp khá lý. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Đức Trinh. Quả đá phạt gián tiếp cho cầu thủ. Rất chính xác. Bóng đã chạm chân của người đã mở tỷ. Không biết là ông Park Hang-seo đã tập cho các học trò của mình thực hiện những tình huống đá phạt như thế này chưa? Nhìn những động tác hướng dẫn của ông thì rõ ràng tôi nghĩ là đã tập rồi. Chúng ta đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quá hay! Bóng vào! Bóng đã chạm sang. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho sàng ngang của U23 Qatar rung lên bần bật nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng sàng ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar và đó là điều mà chúng ta cân đối cũng sẽ đến ở cánh phải. Thì Văn Thanh đã chuyển sang hướng này. Sự cơ động của Quang Hải đã đưa bóng đến vị trí của Đức Trinh. Quang Hải! Quang Hải! Vẫn còn! Đức Trinh! Tung lại! Lỗi cao chân. Là một pha bóng đầy quyết tâm của U23 Việt Nam. Chúng ta chủ động đoạt bóng và băng lên với tốc độ rất cao. Và khi Quang Hải đã chỉnh sửa thước ngắm và định thực hiện một cú cửa lòng thì Moin đã ập vào. Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát. Tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống mà FIFA gây ra.
người được tính là tác giả của bàn thắng là Anmes Ali. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái. Không thể tin nổi, đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một trăm, nhưng đó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng, đường cong quá mỹ miều. Đình Trọng, những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh, đường chuyền của Văn Thanh được chính. Quyền đầu của Tiến Dung, Quang Hải vẫn còn cơ hội phản công của chúng ta. Phạm Văn Đức, Quang Hải, Phạm Văn Đức, đường chuyền chính xác cho Nguyễn Văn Hùng Duy. Quang Hải, Tiến Dung, Hà Phíp có kỹ này, Quang Hải không vào. Rusande không vào. Lương Xuân Trường, cú đá rất tốt. Tiến Dung không được. Hà Đức Chinh vào. Ali, Tiến Dung và Ali. Phan Phan Đức rất chính xác. Tiến Dũng không vào. Chúng tôi đã nói về những tình huống. Văn Thanh, Văn Thanh, Văn Thanh, Văn Thanh lừng lững. Chúng ta lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta